Này, em về được mấy mặt hàng cho bác này. Thứ nhất là bộ này là bộ sen tắm của Nhật bác nhé. Vòi sen của nó là 304, 304 của Nhật. Này, sen tắm của Nhật. Bình thường các bác ra mua những cái bộ này củ với vòi này, các mua ở ngoài, các bác cũng đã phải trả đến tiền triệu rồi, có rẻ phải vài trăm, rẻ nhất thì phải 800-900, mới đi Japan nhé, trả đến tiền triệu rồi. Tất cả đều 304 hết nhé, inox 304. Đây, sen vòi củ của nó hết đây, theo hết đây, củ khâu của họ đây, tất cả họ đều dập 304 hết, đấy. Và tư này bịt của họ hết đây, còn riêng của bác thì đối với lại bộ sen tắm này, xong đó em sẽ giới thiệu cho bác một con bomba này, con bomba nhá bác nha. Đây, bác nào thích bomba chất đây, bomba đấy, chút nữa em sẽ so sánh bomba cho bác. Thì đấy, đối với lại 304 đây thì để cho bác cả bộ này, cả sen vòi, cả vòi cả sen cả củ đây, 1.390.000, 1.390.000 dùng bền đấy, được chưa, 1.390.000 đấy, hàng là made in Japan 304, 1.390.000 sen đây, sen nó đẹp, được chưa. Sau đây mời các bác sang với lại con bomba này. Mọi ngày thì em cũng có giới thiệu cho bác cái con bomba kia, cái bomba kia nó là hàng nó không như hàng này được, hàng kia nó có 900, có 900 hơn 900 nghìn đây. Cái con bomba mà hôm trước em giới thiệu đây, cái con cái ông tướng nhà em này hay xách đi tán gái là con bomba này. Đó, nó xách nó lột hết rồi, đây con bomba này này. Ông tướng nhà em nó làm rơi nó vỡ đấy, bomba này. Con cu nhà em đấy, con này là bomba này cũng có hàng nhưng nó chỉ 900. 980. Đây là bomba này, cụ nhà lột hết đây, chó nó vẫn nghịch, chó nó nhỏ mà nghịch nó phá. Đây này, là con này bao nhiêu, con này đã 8-900 rồi đấy. Còn con này hôm nay có đúng một con duy nhất thôi bác nhé. Đây là con bomba này thì có một con duy nhất, giá 1.600.000 cho bác. Đây, hàng này là hàng đã qua sử dụng rồi, bomba hàng đã qua sử dụng bác nhé. Đấy, bomba 1.600.000, bác nào thích chất thì hàng chất em chất đây. Wow, ok chưa? 1.600.000. Em mà test nhạc bắt qua Bluetooth cho bác nhé. Bắt qua Bluetooth cho này cho. Con này đằng sau thì nó cũng thiết kế như vậy nhưng nó sẽ khác hẳn luôn, nó sẽ không khôn mà đẹp như con kia được đấy, được chưa, không thể khôn mà đẹp như con kia được, được chưa. Con này có 8-900, con này 1.600.000, có đúng một con đó bác nhé. Này, cổng thẻ nhớ đằng sau đây, mở tiếp này. Yeah.
chế độ này là chọn chế độ ví dụ radio cassette FM này, đây này, ấn chế độ này. Đây là to nhỏ này. Đó, giữ rồi đây, giữ xuống là nhỏ dần này. Đấy, nhỏ dần chưa? Tăng này, giữ tay này, tăng to lên này. Đây là tạm dừng play này. Hoặc nhìn nhé, em kết nối Bluetooth tiếp nhé. Đấy, ấn play này. Tẻ nhớ USB được. Ok chưa? Còn bác muốn tắt nguồn thì bác sẽ ấn vào đây, giữ vào đây. Giữ đây một lúc rồi. Đấy, giữ một lúc là sẽ tắt nguồn. Đã tắt nguồn ạ. Đấy, còn về phía sau đây nhé bác nhé. Phía sau thì gồm các bác có thể cắm thẻ nhớ này, thẻ nhớ này, USB thẻ nhớ này, USB này, cắm cổng này cho cắm từ TV, điện thoại, máy tính, laptop vào được đây, cổng này này, cổng sạc của nó là cổng Type-C luôn, cổng đời mới nhất. Nó nhìn cái chân này nhìn nó xịn như này cơ mà, đấy, nhìn nó xịn như này cơ mà, nói chung là xứng đáng là tiền là của đấy mà bác, đấy, 1.600.000 con này, có đúng một con, không có nhiều, duy nhất một con, còn loại này thì 8.900.000 thôi. Nhưng con này em nghe chất lượng con này cũng hay lắm ạ. Này bác nhìn con này này. Đập này. Không kém phần long trọng đâu bác. Đấy, cái cu nhà em luôn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí này. Thầm 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 thất thương duyên cho anh gặp người con gái anh đã dẫn thơ. Trong khi bản thân không khó đủ. Không đùa. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng. Vì cả tương lai đen là em xa đã không ba. Một nụ hôn thơ ngay đôi vai hay chiều nhiều. Nhiều bài lắm. Thầm 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 chất thương riêng cho anh gặp người con gái anh đã dẫn thơ. Giữ luôn rồi, tắt. Đấy. Hai con khác nhau bác nhé. Con Bomba này 1.600.000. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961. Còn là bộ sen vòi này Nhật này. Bộ sen vòi này nhé. Bộ sen vòi SUS304 này có mức giá là 1.390.000. Rồi, bạn nào nhu cầu liên hệ với em. Chào các bạn ạ.